Rồi, Nhân chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng trước một cái lốc nhà phố của dự án Trần Anh Riverside. Thì nhà phố này hầu như là bây giờ công ty đã bán hết rồi. Nếu như cả nhà mình mua là bây giờ chỉ có nước là bán mua lại thôi, mua lại của những cái khách hàng hồi trước người ta mua đó rồi mua lại. Chứ bây giờ là chủ đầu tư là hoàn toàn không còn một căn nào ở trong đây, nhưng mà Nhân vẫn quay lại review lại cho cả nhà mình để sau này khi mà mình về mình nhận nhà đó, mình sẽ biết cái căn nhà của mình nó đầu tiên là công ty sẽ làm như thế nào. Rồi, xin mời cả nhà. Nhân đố cả nhà mình cái cây này nó làm cái gì luôn á. Đó là một thời là Nhân đi làm cái lộ đường đó cả nhà, thì nó sẽ có lộ bê tông thôi, và nó sẽ có một cái dĩ sắt ở phía dưới, rồi xong rồi mới đổ một cái lớp bê tông lên trên để làm cái đường. Bây giờ Nhân sẽ chỉ cho mọi người cái cách sử dụng của cái cây này nha. Kêu bằng cái cây gì quên là như là cây móc đó, cây móc. Làm một ví dụ thôi nha cả nhà. Ví dụ như người ta làm á, người ta sẽ cột hai cái cây sắt lại với nhau đó. Đây. Đó. À, dính cứng ngắc luôn nè, một hồi mà cái người ta muốn tháo giàn giáo, người ta phải tháo cái này nè. Tháo bằng tay rất là cực. Thấy Nhân làm chuyên nghiệp không cả nhà? Rất là đẹp luôn. Có những khách hàng đó là hỏi Nhân đó, sao mà bữa con vậy, thì cũng nhờ đó là Nhân sách hồ đó cả nhà. Ví dụ thay vì người ta đi tập tạ, còn Nhân là Nhân sách hồ, sách đá, giác đá, một ngày giác không biết bao nhiêu nổi luôn, bởi vì cái tướng rất là bự, rất là ngon lành. Bây giờ ăn nhậu không Nhân bụng hơi bự xíu. Bây giờ Nhân đang đứng trong một cái căn nhà phố ngang 4 x 4, một trệt 2 lầu, nhưng mà ở đây là xây theo kiểu là lật tầng nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ ở đây là cái tầng trệt ở dưới, và sau này mình nhận nhà nó sẽ như thế này luôn, nhưng mà công ty sẽ tô sẵn cho mình, tức là công ty tô tường cho mình, xong rồi tô cầu thang cho mình luôn, còn các phần gạch đó là mình sẽ tự lót, bởi vì đây là nhà thôn đây. Còn như trong đây là bên phía công ty đã chừa sẵn những cái ống chờ cho mình đó, để sau này mình làm, mình thiết kế là toilet hoặc là bếp đồ này kia đó, có sẵn ống chờ cho mình hết nè, hoặc là những đường dây điện. Tức là ở đây mình nói về cái nhà thô, nhưng mà thật sự là nó cũng hoàn thiện, hầu như là muốn sắp hết rồi, chỉ còn ở cái mình tự ngăn phòng ra, mình tự thiết kế. Ví dụ như mình muốn mấy phòng là mình thiết kế mấy phòng, muốn mấy toilet thì thiết kế mấy toilet, và chỉ cần lót gạch thêm là hầu như là còn hoàn thiện. Thì phía sau này bên công ty, bên chủ đầu tư sẽ chừa cho mình một cái phía sân sau như thế này đây, và sau này cái phần này đó là mình sẽ tự làm nha cả nhà. Mình sẽ tự làm một cái khung sắt lên, mình làm một cái khung sắt lên để ngăn lại giữa hai nhà đó, chứ không phải là để như vậy không. Nhưng mà tạm thời thì công ty sẽ làm trước là như vậy cho cả nhà mình đó. Tại vì nói nhà thô rồi cho nên là cũng không có cái gì để mà nói nhiều hết, cho nên bây giờ Nhân sẽ dẫn cả nhà đi lên lầu trên. Giống như cả nhà mình biết á, thì khi mà một cái căn nhà mà bên chủ đầu tư thiết kế theo cái kiểu là lật tầng, thì nguyên một cái không gian ở phía dưới đó, nếu như là mình có thể là xây riêng biệt một cái phòng ngủ ở phía dưới, để mình có người già, người lớn tuổi thì có thể là ở thẳng ở phòng dưới luôn, khỏi cần phải lên cầu thang chi cho nó vất vả. Thì cái phần ở dưới là phòng khách với lại một phòng ngủ ở dưới, thì thường nhất là những cái khách hàng sẽ đặt cái phòng bếp ở trên cái tầng 1, cái lợp tầng của tầng 1 là cái đang chỗ vị trí Nhân đang đứng. Đó là cái bếp mình nằm ở đây. Đó, cho nên là khi mình thiết kế cái bếp nằm trên đây rồi đó, thì ở dưới chỉ có một phòng ngủ với lại một phòng khách, thì đâm ra là cái căn nhà của mình ở phía dưới đó nó rất là rộng, cực kỳ rộng luôn, phòng khách rất là rộng. Hoặc là thêm một cái lợi thế nữa, nếu mình thiết kế trên đây là phòng ngủ á, thì cái phòng khách ở dưới nếu như nhà mình có xe hơi thì mình có thể là chạy thẳng vào trong nhà luôn, rất là tiện. Tại bên kia có người đang nghỉ trưa vậy cả nhà, nên Nhân nói chuyện hơi nhỏ xíu. Thì cái phần mà Nhân đang đứng ở chỗ này á, thì cả nhà mình có thể là làm một cái phòng khách, là một cái phòng sinh hoạt chung cũng được. Còn nếu như nhà mình nhiều thành viên thì vẫn có thể là thiết kế một phòng ngủ. Rồi, bây giờ nhắc mời lên trên. Nếu như mà mình tính về cái căn nhà này thì có thể nói nó là tới 3 tầng, bởi vì nó làm là tầng thì, nhưng mà bên dân á, thường thường gọi là chỉ là 1 trệt 2 lầu thôi. Nhưng mà nếu như mình nói tổng số lầu nó sẽ là 3 lầu nha cả nhà. Còn cái vị trí chỗ mình đứng đây thì mình có thể làm một cái toilet. Thì cái toilet ở đây là nó rất là rộng, cả nhà mình có thể đặt nguyên một cái bồn tắm tại cái chỗ này. Rồi bây giờ nhân mời phía sau. Cái không gian phía sau này á thì nó sẽ ngăn hai bên rồi, và bên đây á thì nếu như cả nhà mình ưng á thì mình có thể là thiết kế một cái khung sắt trên đây, hoặc là mình có thể xây cao lên luôn là nó biệt lập giữa hai căn nhà. Còn nếu không cái kiểu mà hàng xóm mà thân thiện, hoặc là nhà mình là bà con với nhau hoặc là anh chị với nhau đó, khi mình mua 2 căn thì mình có thể là chặn một cái góc này và mình để 2 cái góc này, thì khi đó là 2 bên nhà mình có thể đi qua đi lại thoải mái nha cả nhà. Đó, rất là tiện lợi. Ở đây là cái chỗ này là sau này công ty sẽ xây bít lại cho mình luôn, nhưng mà một lý do là để mà vận chuyển vật liệu xây dựng tới luôn á thì công ty sẽ chừa lại một cái phần ở đây để đi cho nó dễ dàng. Còn sau này khi mà xong thì bên phía công ty sẽ ngăn lại luôn đó. Thì cho nên là cả nhà mình, ví dụ như là mình ở 1 căn thì mình, 1 là có thể làm khung sắt cho nó thoáng mát, 2 là có thể xây hết luôn. Còn nếu như mà bà con hàng xóm ở kế bên nhau mà thân thiết có thể chừa để cho một cái không gian nó thoải mái. Đang đứng ở đây là gió rất là mát thôi nha cả nhà. Buổi chiều mà có thể đặt một cái bàn ăn ở trên đây là tuyệt vời luôn. Kiểu như mà để mà thông thoáng luôn á, thì hàng xóm dù bên kia nhậu bên đây nhậu đó, qua cũng ly luôn, chơi luôn. Rồi Trang xin mời xuống dưới lại. Rồi vậy là tổng cái căn nhà này là diện tích là ngang 4 dài 14, 1 trệt 3 lầu. Nếu như mình tính là tầng thì chỉ là 1 trệt 2 lầu thôi. Và cái giá tiền của nó là 1.416 triệu một căn. Nhưng mà Nhân xin nhắc lại là hiện tại ở đây đã hết rồi. Ví dụ như cả nhà mình muốn mua là chỉ mua lại, giao dịch lại thôi, chứ mình chủ đầu tư không còn nữa. Trong Trần Anh Riverside chỉ còn duy nhất là bán biệt thự thôi, là bên chủ đầu tư. Rồi bây giờ thì trong nhà xong rồi. Nhân nói nãy, nếu như thiết kế ở trong cái nhà này đó thì nếu như mình nhà mình ít người á thì 2 phòng, ví dụ như 2 chồng 2 đứa con thì mình thiết kế 2 phòng. Còn nếu như mình nhiều hơn này kia thì mình có thể thiết kế được 3 phòng. Rồi bây giờ Nhân sẽ dẫn cả nhà mình đi ra ngoài phía bên kia để xem được cái tiện ích trong khu. Thì nó có một cái công viên rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi xin mời cả nhà. Cái này Nhân thấy nó hơi nhỏ cả nhà, chắc là dành cho những bạn trẻ thôi. Đúng rồi, như là cái này dành cho những bạn trẻ thôi. Ngồi hồi đảo đứt một cái bắt đền nó chết nữa. Ở đây là một cái công viên ở trong cái khu Trần Anh Riverside của mình luôn, thì rất là đẹp, có những cái dụng cụ tập thể dục cho mình. Không có sẵn mấy cái này luôn nha cả nhà. Ở đây là cái này làm gì ta? Làm gì? À, ở đây là cây xà. Đúng rồi, cây xà đó nha. Mình sẽ để cái cây ngang như này. Đó, để cây ngang ở đầu mình lấy mấy cái cục này nè, mình bỏ lên đây. Bỏ đây ở đầu mình tập gì nè. Tập vai. Hồi đó Nhân cũng đi tập tạ nên Nhân biết nha, tập vai. Để lại chửi chết. Còn bên đây là nên là sẽ đi như thế này đây. Mà để làm cái gì ta? Mà chỉ đi vậy thôi hả? Thôi không biết. Cái này là nếu mà ai chơi cái này thì comment ở dưới video nha cả nhà. Là làm cái gì đó Nhân không biết luôn. Còn này là chỉ em bé ngồi thôi cả nhà, là một đứa bé ngồi trên đây thôi chứ người lớn ngồi không được. như cái này. Tướng nhân mà 90 kg mà ngồi lên này hồi chắc là nó sẽ bốc cái chân lên luôn á. Cái này làm gì ta không biết luôn á. Thôi chỗ khác đi. Như cái này là mình sẽ tập bụng. Tập bụng. Còn cái này là mình đứng mình lắc. Mình lắc để cho cái eo nó nhỏ lại. Nhưng mà cỡ nhân người ta lắc thường thường khoảng 2 tháng 3 tháng nó nhỏ, cỡ nhân lắc chắc cỡ 5 trời mới nhỏ nổi. Rồi. Còn bên đây là mình chạy bộ nha cả nhà. Đó. Và giống như là khi mà cả nhà mình mua nhà phố hoặc là mua biệt thự ở trong khu Trần Anh Riverside là mình sẽ hưởng được những cái tiện ích này, và mình tập thể dục, và cái này là nó hoàn toàn miễn phí nha cả nhà, chứ mình không có cần phải không có đóng tiền phí. Rồi. Bên đây có một cái tạ để cho mình hít tạ nè, mà tại vì để ngoài đây á, thì nó cũng hay nhưng mà nó cũng không có lợi thế cái chỗ là phá lại rồi á, là ba cái cục này là nó 15 kg nó nằm ở trong đây luôn, là hai bên là nó tính ra 45 kg, hai bên là tới 90 kg. Nếu mà cái người nào mà yếu là tập không nổi luôn, không gỡ nổi cái này. Cái này chỉ có nhân tập mới nổi thôi, 90 kg. Còn cái này mình sẽ đu mình sẽ đu trên đây cái kiểu như mình luyện cho cái quai với lại bắp tay mình khỏe nè. Rồi cái này là sẽ trèo lên. Còn cái này làm gì ta? Cái này là này gập bụng luôn nha cả nhà, gập bụng đây. Hồi đó mà lúc mà nhân tập thể hình đó là nhân hít khoảng 20 cái tới 30 cái, bây giờ hít tầm khoảng cao lắm 5 cái thôi, mới 2 cái là mệt rồi. Ngoài đây có luôn một cái bóng rổ cho mình. Đó, thì hầu như là một cái công viên nó rơi vào tầm khoảng, nó không lớn đâu như cả nhà, nó tầm khoảng hectare thôi, nhưng mà có đầy đủ những tiện ích cho mình. Lớn cũng được, hoặc là trẻ cũng được, hoặc là tầm trung niên cũng được. Nói chung là tất cả những cái môn tập ở đây là có thể là cho mình tập thể dục buổi sáng rất là ok. Rồi, đang dẫn qua công viên bên kia. Ví dụ như là cả nhà mình nếu mà tập thể dục bên kia xong đó, mình mệt thì mình có thể qua đây ngồi nghỉ ngơi, uống nước hoặc là uống trà này đó. Thì ở đây cũng là một cái công viên để cho tất cả cái khu Trần Anh Riverside sinh hoạt chung. Ha. Thì nó nói với nắng lắm bây giờ. Nãy giờ bên kia qua nó nắng, không gầy dưỡng da nó hơi đỏ đỏ là được rồi, mà bữa nay là xong coi như là banh chành lại rồi đó, rất là nắng luôn. Nhưng mà thôi, chỉ cần người khách hàng vui là Nhân sẽ vui. Bây giờ Nhân sẽ tiếp tục mời cả nhà mình đi chỗ khác. Bây giờ là như cả nhà mình thấy là hiện tại cái hạ tầng tại khu Trần Anh Riverside hầu như đã hoàn thiện 100% rồi. Thứ nhất về đường xá, thứ hai là về vỉa hè, và thứ ba khi mà ở trong khu này là cái lợi thế là thứ nhất là được xài nước máy của thị trấn Bến Lức, tức là nước máy của nhà nước, và cái thứ hai là cái khu này mình sẽ sử dụng là điện âm nha cả nhà, rất là đẹp. Nếu như mình những cái khu khác á, nó điện nổi á, thì sau này nó sẽ giống như một cái mạng nhện thì rất là khó, nhưng mà bây giờ ở đây mình xài điện âm cho nên là rất là tiện lợi thứ nhất, và thứ hai rất là đẹp. Rồi như vậy nha. Hiện tại bây giờ là 12 giờ 44 phút ngày 1 tây tháng 8. Thì Nhân nãy giờ Nhân quay cho cả nhà mình xem được cái mẫu thiết kế của căn nhà phố tại khu Trần Anh Riverside. Thì bây giờ là tính đi nữa, tính đi vòng vòng để quay cho cả nhà xem, mà bây giờ thật sự là nó quá nắng đi, đi không nổi nữa. Thì bây giờ thôi, thì bây giờ cả nhà mình hãy nhấn cho Nhân một nút đăng ký kênh của Nhân, bởi vì là Nếu như hiện tại là mình chưa có cần tới nhà phố biệt thự hoặc là đất nền gì đó, nhưng mà Nhân biết chắn một điều là sau này khi mình muốn xây dựng tổ ấm thì chắc chắn là phải ít nhất phải có một cái lô đất để mình có thể xây một căn nhà để mình làm tổ ấm cho gia đình của mình. Cho nên là bây giờ mình cứ đăng ký kênh của Nhân trước, thì sau này khi nào mà mình có nhu cầu thì lúc đó thì sẽ nhớ tới Nhân, và tất cả người khách hàng mình hãy gọi cho Nhân, hoặc là khi mà trên quá trình mình xem những cái video của Nhân đó, thì những cái khu nào mà mình thấy được cái giá cả nó hợp lý với cái tài chính của mình thì lúc đó là cứ gọi cho Nhân, Nhân sẽ tư vấn hết mình và nhiệt tình cho cả nhà mình. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả video sau.